Thầy chào các em học sinh. Hôm nay thầy sẽ ôn tập cho chúng ta kiến thức của giữa học kỳ 2 vật lý lớp 7. Thì nội dung của bài ôn tập ngày hôm nay chúng ta sẽ có hai phần, là phần A lý thuyết và phần B bài tập. Phần lý thuyết chúng ta phải nhớ được câu thầy là sự nhiễm điện do cọ xát và hai loại điện tích. Sau đây là một số kiến thức của sự nhiễm điện do cọ xát và hai loại điện tích. Thì chúng ta biết được là có thể làm cho vật nhiễm điện bằng cách cọ xát. Thì vật nhiễm điện hay được gọi là vật mang điện tích thì có khả năng hút các vật khác. Và có hai loại điện tích là điện tích dương và ký hiệu là dấu cộng, điện tích âm ký hiệu là dấu trừ. Và vật nhiễm điện âm là khi nhận thêm electron, vật nhiễm điện dương là khi mất bớt electron. Và một điều rất là quan trọng chúng ta phải nhớ cho thầy là các vật mang điện tích cùng loại thì đẩy nhau, khác loại thì hút nhau. Cùng loại thì đẩy nhau, ví dụ như điện tích dương và điện tích dương là cùng loại, khi để gần nhau thì nó đẩy nhau. Điện tích âm và điện tích âm là điện tích cùng loại, khi để gần nhau thì nó đẩy nhau. Điện tích khác loại thì hút nhau, ví dụ như điện tích dương và điện tích âm là hai điện tích khác loại, khi để gần nhau thì chúng hút nhau. Và theo quy ước là điện tích của thanh thủy tinh khi cọ sát vào lụa là điện tích dương, và điện tích của thanh nhựa sẫm màu khi cọ sát vào vải khô là mang điện tích âm. Tiếp theo, chúng ta sẽ nhớ được cho thầy là chủ đề 2, chất dẫn điện, chất cách điện và sơ đồ mặt điện. Thì nội dung đầu tiên chúng ta phải nhớ cho thầy là dòng điện, nguồn điện. Trong phần này, chúng ta phải nhớ được là định nghĩa về dòng điện. Thì dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng. Các em lưu ý là điện tích dịch chuyển có hướng. Và nguồn điện là vật có khả năng cung cấp dòng điện cho các thiết bị điện hoạt động. Và mỗi nguồn điện sẽ có hai cực là cực dương ký hiệu là dấu cộng, cực âm ký hiệu là dấu trừ. Một số ví dụ về nguồn điện như là pin, ắc quy, dynamo, xe đạp. Tiếp theo là về sự chất dẫn điện, chất cách điện. Trong phần này chúng ta phải nhớ được chất dẫn điện là gì, chất cách điện là gì, và phân biệt được vật nào dẫn điện, vật nào cách điện. Thì chất dẫn điện là gì? Chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua, ví dụ như sắt, đồng nhôm, các kim loại, than trì. Ngược lại với chất dẫn điện là chất cách điện. Thì chất cách điện là chất không cho dòng điện đi qua, ví dụ như cao su, gỗ, nhựa, nước nguyên chất, thủy tinh, rất nhiều. Các em có thể lấy thêm một số ví dụ. Trong phần này, chúng ta phải lưu ý được là kim loại dẫn điện tốt vì trong kim loại có các electron tự do. Và ở điều kiện thường, không khí là chất cách điện. Trong điều kiện đặc biệt thì không khí có thể dẫn điện, như trong điều kiện trời mưa, không khí ẩm thì không khí là vật dẫn điện. Tiếp theo là về sơ đồ mạch điện, chiều dòng điện. Để vẽ được sơ đồ mạch điện, chúng ta phải nhớ được một số ký hiệu của bộ phận trong mạch điện. Ví dụ như là nguồn điện. Nguồn điện ở đây là pin ắc quy. Và nguồn điện hai pin nối tiếp. Chúng ta phải nhớ được ký hiệu của bóng đèn, ký hiệu của dây dẫn và công tắc. Công tắc sẽ có hai trạng thái là trạng thái đóng và trạng thái mở. Trạng thái đóng là cho dòng điện chạy qua mạch kín. Trạng thái mở là mạch hở, dòng điện không có chạy qua. Và chúng ta phải nhớ được quy ước chiều dòng điện.
là chiều từ cực dương qua dây dẫn và các thiết bị điện rồi tới cực âm của nguồn điện. Tiếp theo là chủ đề các tác dụng của dòng điện. Thì dòng điện sẽ có 5 tác dụng sau đây. Thứ nhất là tác dụng nhiệt. Ứng dụng tác dụng nhiệt là bàn là điện, bếp điện, lò nướng điện, lò sưởi điện, ấm điện. Tác dụng thứ hai là tác dụng phát sáng. Ứng dụng như để sản xuất đèn ống, đèn led, đèn báo và các thiết bị điện như đèn báo ở tivi này, đèn báo ở nồi cơm điện, đèn báo ở xe cứu hỏa. Tác dụng thứ ba là tác dụng từ, như là ứng dụng để sản xuất nam châm điện, chuông điện, cần cấu điện, quạt điện, máy bơm nước. Tác dụng thứ tư là tác dụng hóa học trong mạ điện, mạ vàng, mạ bạc, mạ đồng, mạ niken, mạ kền, hay nạp điện cho bình ắc quy, bình điện phân. Và tác dụng cuối cùng là tác dụng sinh lý, như ứng dụng trong châm cứu điện, chạy điện, máy kích tim. Tiếp theo chúng ta sang phần B, bài tập. Sau đây là một số bài tập của giữa học kỳ 2. Câu 1. Giải thích tại sao vào những ngày hanh khô, khi ta chải tóc bằng lược nhựa thì nhiều sợi tóc bị lược nhựa kéo thẳng ra. Đây là bài tập về sự nhiễm điện do cọ xát. Trong bài này chúng ta phải xác định được xem vật nào cọ xát với vật nào, rồi sau đó vật nào bị nhiễm điện. Và vật nhiễm điện thì có khả năng gì? Hút các vật khác. Sau đây là đáp án của thầy. Khi ta chải đầu bằng lược nhựa và tóc cọ sát vào nhau nên làm cho cả lược nhựa và tóc đều bị nhiễm điện. Do đó, tóc bị lược nhựa hút kéo thẳng ra. Đấy, chúng ta phải xác định được vật nào cọ sát với vật nào, sau đó vật nào bị nhiễm điện và cuối cùng vật nào hút vật nào. Đây là bài tập sự nhiễm điện do cọ sát. Tiếp theo câu số 2 cũng là bài tập về sự nhiễm điện do cọ sát. Tại sao cánh quạt thổi gió mạnh như vậy mà có bụi vẫn bám vào cánh quạt? Thì chúng ta sử dụng quạt một thời gian, chúng ta quan sát ở cánh quạt vẫn có bụi bám vào. Tại sao lại như vậy? Câu trả lời như sau. Cánh quạt khi quay thì cọ sát với không khí, làm cho cánh quạt bị nhiễm điện. Vật nhiễm điện thì có khả năng hút các vật khác. Thì trong đây thì nó sẽ hút những bụi trong không khí bám vào, làm cho cánh quạt bị bụi bẩn. Tiếp theo câu số 3. Vì sao vào những ngày trời hanh khô, khi ta lau gương kiếm mặt tivi bằng khăn bông khô, lau xong vẫn thấy các bụi vải bám vào? Đây cũng là bài tập sự nhiễm điện do cọ sát. Giải thích bài tập sự nhiễm điện do cọ sát, ta giải thích như sau. Là khi lau chùi gương soi, kính cửa sổ hay màn hình tivi bằng khăn bông khô nên gây nên sự cọ sát, làm cho chúng bị nhiễm điện. Vì thế chúng hút các bụi vải nên ta vẫn thấy ở màn hình tivi, mặt gương, mặt kính cửa sổ vẫn có bụi vải bám vào. Tiếp theo, có 5 vật A, B, C, D, E được nhiễm điện do cọ sát. Biết rằng A hút B, B đẩy C, C hút D và D đẩy E. Biết E mang điện tích âm, vậy các vật còn lại A, B, C, D mang điện tích gì? Thì để trả lời được câu hỏi này, chúng ta phải nhớ lại cho thầy kiến thức sau đây. Là các vật mang điện tích cùng loại thì đẩy nhau, khác loại thì hút nhau.
Ở đây người ta cho điện tích E là điện tích âm và D đẩy E, thì từ dữ liệu này chúng ta sẽ tìm được điện tích D, sau đó tìm được điện tích C và B, và cuối cùng điện tích A. Chúng ta biết được là E mang điện tích âm mà D đẩy E, thì đẩy nhau thì hai điện tích phải là cùng loại. Cùng loại với điện tích âm thì sẽ là điện tích âm. Suy ra điện tích D là điện tích âm. Giải thích tương tự, ta sẽ tìm được C mang điện tích dương vì C hút D. Hút nhau thì hai điện tích phải là khác loại. Mà D mang điện tích âm rồi thì C phải mang điện tích dương. Âm và dương là hai điện tích khác loại. Tương tự, chúng ta sẽ tìm được B mang điện tích dương và cuối cùng A mang điện tích âm. Câu số 5. Vẽ sơ đồ mạch điện gồm một nguồn điện là hai pin mắc nối tiếp, một bóng đèn, một công tắc, dây dẫn, và sau đó xác định chiều dòng điện trong mạch. Thì để vẽ được bài tập này, chúng ta phải nhớ được ký hiệu của các thiết bị điện. Ở trong đây người ta cho là nguồn điện hai pin mắc nối tiếp, thì chúng ta phải nhớ được nguồn điện hai pin mắc nối tiếp. Nguồn điện thì chúng ta phải xác định cực âm, cực dương. Công tắc đóng, bóng đèn và cuối cùng dây dẫn tạo thành mạch kín. Sau khi chúng ta vẽ sơ đồ mạch điện xong, chúng ta sẽ dùng mũi tên xác định chiều dòng điện. Thì chiều dòng điện bắt đầu từ cực dương qua dây dẫn và các thiết bị điện. Thiết bị điện ở đây là công tắc đóng, thiết bị điện ở đây là bóng đèn và cuối cùng về cực âm của nguồn điện. Tiếp theo câu số 6 cũng là bài tập vẽ sơ đồ mạch điện. Trong câu số 6 người ta bắt vẽ sơ đồ mạch điện và xác định chiều dòng điện gồm nguồn điện một pin, một công tắc đóng, hai bóng đèn mắc nối tiếp và dây dẫn. Thì đầu tiên chúng ta phải vẽ được nguồn điện một pin, ký hiệu cực âm và cực dương, và công tắc đóng, hai bóng đèn mắc nối tiếp và dây dẫn tạo thành một mạch kín. Sau khi chúng ta vẽ sơ đồ mạch điện xong, chúng ta cùng dùng mũi tên xác định chiều dòng điện bắt đầu từ cực dương đi qua dây dẫn, đi qua các thiết bị điện và cuối cùng về cực âm của nguồn điện. Các em lưu ý một số bài tập vẽ sơ đồ mạch điện. Tiếp theo câu số 7, em hãy nêu các tác dụng của dòng điện. Với mỗi tác dụng thì lấy hai ứng dụng tương ứng. Thì dòng điện sẽ gây ra 5 tác dụng. Thứ nhất là tác dụng nhiệt, thứ hai là tác dụng phát sáng, thứ ba là tác dụng từ, thứ tư là tác dụng hóa học và cuối cùng là tác dụng sinh lý. Thì tác dụng nhiệt ta sẽ có ứng dụng là lò nướng điện, lò sưởi điện. Tác dụng phát sáng là đèn ống, đèn LED. Tác dụng từ là nam châm điện, quạt điện. Tác dụng hóa học là mạ vàng, nạp điện bình ắc quy. Và cuối cùng tác dụng sinh lý là trong nam châm cứu điện, máy kích tim. Thì chúng ta có thể lấy một số ứng dụng khác với các tác dụng tương ứng của dòng điện. Câu số 8, xếp các dụng cụ điện sau như quạt điện, nồi cơm điện, TV, radio, ấm điện. Hỏi khi các dụng cụ này hoạt động thì tác dụng nhiệt của dòng điện là có ích với dụng cụ nào, không có ích với dụng cụ nào. Các em lưu ý là tác dụng nhiệt với những dụng cụ trên. Thì để trả lời bài này, chúng ta phải nhớ được tác dụng nhiệt nó sẽ ứng dụng hay chế tạo những cái thiết bị nào. Ví dụ như quạt điện là tác dụng từ của dòng điện. Khi quạt điện hoạt động, nếu tác dụng nhiệt gây ra
sẽ làm cho quạt điện nó nóng lên, nóng quá nó sẽ gây cháy nổ. Như vậy quạt điện tác dụng nhiệt sẽ là không có ích. Tương tự nồi cơm điện, tác dụng nhiệt dòng điện gây ra thì chúng ta biết nồi cơm điện nó phải nóng lên thì nó mới nấu chín được gạo thành cơm. Như vậy tác dụng nhiệt với nồi cơm điện là có ích. Tương tự như TV, radio, ấm điện thì câu trả lời của thầy sau đây. Thứ nhất là có ích là nồi cơm điện, ấm điện. Chúng ta biết được là ấm điện thì phải nóng nó mới nấu sôi nước được. Còn không có ích là TV, radio, quạt điện. Những vật này nếu tác dụng nhiệt gây ra nó sẽ gây ra nóng và gây cháy nổ. Thì nội dung của bài ôn tập giữa học kỳ 2 tới đây là kết thúc. Các em lưu ý cho thầy về phần lý thuyết, học thuộc lý thuyết và xem lại một số bài tập thầy đã hướng dẫn. Thầy chào các em, chúc các em học tập tốt.